Rất hay. Đội tấn công. Đấu cầu ngang. Rồi bung. Không xoay kịp. Rất may mắn cầu lật lưới. Khá nhiều tình huống như vậy. Hello, chào mừng tất cả các bạn đến với live stream của Hùng. Chúng ta đến với trận đấu đôi nam đầu tiên của buổi chiều ngày hôm nay nào. Phía bên phải màn hình trên trang phục áo xanh cặp đôi Trọng Nghĩa và Trí Đức. Phía bên trái màn hình trên trang phục áo trắng là Tuấn Anh và Duy Nam. Cả hai cặp đôi rất mạnh. Đây sẽ là một trận đấu rất hay. Mời mọi người cùng theo dõi và mọi người vào xem live stream. Chúng ta lại comment 2 và lại chào nhau nha. Giải này đánh hết loạt trận của ban tổ chức thì sẽ nghỉ thôi ạ. Điểm số 1-1. Đôi bên kia hôm trước vừa thắng cặp đôi Đức Duy Hồng Nam đấy ạ. Cầu trong sân. Liên tục những pha cầu ép, cuối cùng cặp đôi Tuấn Anh và Duy Nam cũng giành được điểm. Rất hay, vẫn còn. Hùng đã bảo đây là một trận đấu ngang mà, sẽ có những đường cầu rất giằng co. Rồi. Không thể cản phá, đổi điểm 2-3. Phát cầu rất đáng tiếc. Có vẻ là nền sân hơi trơn. Một tình huống cài cầu hơi cao nhưng anh Tuấn Anh lại vô cầu ra ngoài. Trọng tài không anh? Rất cố gắng. Một pha cầu khá xa tầm tay. Rất tiếc cầu ngoài sân. Điểm số 9-7. Lên lưới rất nhanh nhưng lỗi mất rồi. Trên sân số 5, đội nam nữ 5-6 trở lên. Nhất Phúc Đông Triều gặp Diêm Lý Đông Triều. Tuấn Anh đỡ giao cầu. Đập cầu không qua lưới từ Trọng Nghĩa. Số 10-11. Ngoài sân 11-1 rồi. Rất hay.
Hello Đào Ngọc Lợi, đôi nào mạnh nhất năm nay khó nói em ơi. Có nhiều đôi lốp đầu thì đều ngang nhau hết, nhưng vẫn có thiên hướng nghiêng về cặp đôi Mạnh Nhò với cả Lê Văn Tú. Lên lưới rất nhanh. Hello mọi người có thể xem lại những trận đấu của giải đấu này với chất lượng tốt nhất trên kênh YouTube Sport Hùng Badminton. Nó không thể HD với Full HD được. Mười tám mười sáu khoảng cách vẫn là 2 điểm. Hay quá. Trọng Nghĩa bom cũng khá mạnh, Chí Đức cũng vậy. Chứ thời tiết mà nồm thì khỏi đánh luôn. Bật rất cao, đập rất cắm. Vẫn lên bình thường. Rất hay. Không đỡ được rồi. 20-17. Một tình huống cầu lắc lưới. 18-20. Được không? Ngoài sân mất rồi. 21-18 sẽ được thứ nhất kết thúc. Chiến thắng cho Trọng Nghĩa và Chí Đức. Hoàng Nhật Thành ơi. Đập cầu cạch. Cầu ngoài sân. Bỏ cầu rất tỉnh. Chưa đánh anh ơi. Triệu cũng chưa đánh. Nghĩa đập cầu rất nặng. Bỏ cầu chính xác, điểm số 4 đều. Rất ngẫu hứng. Vận động viên Tuấn Anh có những pha móc háng cực kỳ ngẫu hứng. Lên lưới rất nhanh. Điểm số 8 đều.
Rất may mắn cầu lật lưới. Khá nhiều tình huống như vậy. Có bé Trâm ạ. Bé Trâm đánh đôi nam nữ. Vẫn lên. Ok, em cảm ơn anh hay chị Trinh Sim đấy ạ. Anh Trinh Sim đúng không ạ? Lợi thế chiều cao. Võ cổ tay rất hay. Trên sân số 1, đôi nữ 31-40. Cầu ngoài sân. Điểm 13-19. Lên, lực thôi ở bên đây gặp An Duyên ở phía đông. Khi nói trên sân số 4. Hai mươi mốt mười bảy, trận đấu thứ hai kết thúc. Vậy là chúng ta sẽ được theo dõi trận đấu thứ ba sau ít phút nữa. Cầu trong sân. Hai không. Phạt cầu lỗi. Bên kia hô kinh quá, mà bên kia đánh xịt mấy quả rồi. Trên sân số 5, đôi nam 56 trở lên. Vui Huy Đông Triều gặp Hồng Hải Hưng Đạo. Bỏ cầu chính xác, cầu ngoài sân. Rất hay. Cơ hội tấn công. Đấu cầu ngang. Rồi bung. Không xoay kịp. Trên sân số 3, đôi nam mở rộng, Lam Tùng Tự Do. Cầu ngoài sân, điểm 7-8.
Bên kia thủ chắc quá. Cảm ơn em. Rồi, chiến thắng cho Duy Nam và Tuấn Anh, điểm số 10 đều. Xét đấu thứ 3. Cầu ngoài 12-10. Cầu ngoài sân 13-10. Cầu kê trước mặt nhưng không làm gì được. Rất gắt. Mười bốn mười một. Rất đáng tiếc. Mười ba mười tám, khoảng cách 5 điểm. 19-13 rồi. Một cầu rất tốt, 14-19. Mười lăm mười chín, rất tập trung. Hai mươi mười lăm điểm kết thúc trận đấu cặp đôi Duy Nam và Tuấn Anh. Mười sáu hai mươi. Mười bảy hai mươi. Không dám phát bổng, Tuấn Anh rất cao, phát bổng rất dễ ăn đòn. Rồi, trận đấu đã kết thúc. 21-17 trong set đấu thứ 3. Xin chúc mừng Duy Nam và Tuấn Anh chia buồn trọng nghĩa và trí đức.